sẽ học lời Chúa với đề tài là chứng đạo theo sự dẫn dắt của Thánh Linh ở trong Công Vụ đoạn 6 câu 26 đến 40. Ở trong cuốn sách Walking in the Spirit, là bước đi trong Thánh Linh của Kenneth Burdin, thì ông bà Burdin đã được sai phái đến Trung Đông để mà làm giáo sĩ ở tại đó. Và ông thuật lại như thế này: chẳng bao lâu khi vợ chồng chúng tôi đến thành phố nơi chúng tôi sống tại Trung Đông, chúng tôi nhận thức rằng những gì chúng tôi đã được hướng dẫn về cách tiếp cận với những người Hồi giáo để rao truyền tin lành có thể là không được ổn lắm. Quan điểm khôn ngoan lúc bấy giờ, mà quan điểm đây vẫn còn nhiều người cổ suý, đó là cái cách để mà giới thiệu về Chúa Giê-xu cho những người ở tại Trung Đông thì cũng giống như cách mà quý vị thường làm ở tại nơi xóm giềng của quý vị, đó là làm bạn với họ, rồi sống một đời sống ngay thẳng trước mặt họ, rồi mời họ vào nhà, có sự thông công tương giao với họ, mời tới nhà chơi hoặc là hát karaoke hay là ăn tối hay là gì đó, mời những người đó đến nhà của mình. Và từ từ thì theo cái quan điểm này thì người ta sẽ mở lòng ra với chúng ta, rồi họ mở lòng ra đối với Chúa, và sau đó họ sẽ được nghe phúc âm và Chúa sẽ làm việc trong đời sống của họ và họ sẽ tin Chúa. Nhưng mà cái vấn đề là những người ở tại Trung Đông, những người hàng xóm của ông bà thì còn thân thiện hơn là những người mà cơ đốc nhân mà ông bà biết. Họ là những người ít nhất là bên ngoài là những người rất là đạo đức, và vì bề dày lịch sử của họ và về sự hiếu khách của người Trung Đông cho nên đa số những người tại đó hiếu khách hơn là những người cơ đốc giáo mà ông cơ đốc nhân mà ông bà biết. Và dựa theo cái tiêu chuẩn này thì không có lời gì là đặc biệt về đời sống của ông bà cả. Như thế là rất là khó để cho ông bà tiếp cận với những người chung quanh về tin lành qua cái cách đó. Và ông nói như thế này: chúng tôi tiếp tục bày tỏ tình thương và sự hiếu khách cho những bạn hữu và hàng xóm người Hồi giáo. Và trong suốt những năm chúng tôi hầu việc Chúa ở tại hải ngoại, nhưng chúng tôi sớm nhận thức rằng đây không phải là cái cách chính yếu nhất để mà có thể tiếp cận với người khác để mà rao tin lành cho họ. Nhưng một ngày kia khi mà ông đi bộ ở trên đường phố đi xuyên qua thành phố đó, thì ông chợt nghĩ thành phố này rất là đông người, mà mỗi ngày thì mình được sai phái đến đây có hàng trăm người dâng lời cầu nguyện cho mình, mỗi ngày hàng trăm cái lời cầu nguyện dâng lên để cho những người ở tại thành phố này được nghe về Chúa, mà mình không có cách nào để mà có thể tiếp cận với họ cả. Đây là những người Hồi giáo, rất là khó để mà tiếp cận. Thì ông với một chút xíu đức tin, ông nghĩ rằng nếu mà chỉ có một người trong 1.000 người, trong số 1.000 người mà mở lòng ra đối với phúc âm, thì cái thành phố 200.000 người này thì có nhất 2.000 người là đang mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ ông nói rằng chúng tôi thay đổi cái phương lược để mà có thể đem tin lành đến cho người khác, đó là đi tìm những người mà Chúa đã chuẩn bị cái tấm lòng, họ sẵn sàng nghe phúc âm, họ đang khao khát được nghe phúc âm, và đi tìm những người đó. Cho nên mỗi ngày ông cầu nguyện lạy Chúa: xin hướng dẫn con đến những người mà Ngài đã chuẩn bị, con sẽ mạnh dạn nói ra về Chúa khi Ngài đưa dắt con gặp gỡ họ, và xin chỉ cho con những gì khác con cần làm để tìm được những linh hồn quý báu mà Ngài đã bắt đầu hành động qua Thánh Linh. Và ông nói rằng cuốn sách Sổ tay của tôi chứa đầy những câu chuyện về việc Chúa đã thực hiện điều này. Đó là cái lời cầu nguyện của ông: xin Chúa hướng dẫn con đến với những người mà Ngài đã chuẩn bị, con sẽ mạnh dạn nói về Chúa khi Ngài đưa dắt con gặp gỡ họ. Và cảm ơn Chúa đã cho ông bà gặp gỡ được nhiều người, và tại cái xứ mà những người theo Hồi giáo như thế mà ông bà đã được đưa đến với những người đang khao khát Chúa, đang tìm kiếm Chúa. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện giống như thế: xin Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Và chúng ta thấy ở trong Công Vụ đoạn 6 câu 26 đến 40 là Đức Thánh Linh đã dẫn dắt Philip đến với hoạn quan Ethiopia. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện đó. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán với Philip: hãy đứng dậy và đi về phía nam theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza, đường ấy vắng vẻ. Ông đứng dậy và đi, kìa có một hoạn quan Ethiopia làm quan lớn của Candace
nữ hoàng nước Ethiopia, quản lý cả kho tàng của bà, ông đã đi đến Jerusalem để thờ phượng. Thánh Linh phán với Philip, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đang đọc đó không? Hoàng quan trả lời, nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được? Rồi ông mời Philip lên xe ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc như thế này, người đã bị dắt đi như chiên đến hàng làm thịt, như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng hề mở miệng. Trong khi người bị sỉ nhục, công lý đã bị tước đoạt, ai có thể nói đến dòng dõi người, vì sự sống người đã bị cất khỏi đất rồi. Hoàng quan nói Philip, xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều này chỉ về ai, chỉ về chính mình hay là chỉ về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu cho ông. Khi hai người đang đi gặp chỗ có nước, hoàng quan nói, này, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp têm không? Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm báp têm cho hoàng quan. Khi lên khỏi nước, thánh linh của Chúa đem Philip đi, hoàng quan không thấy ông nữa và cứ vui mừng tiếp tục cuộc hành trình. Người ta thấy Philip ở thành Asos trên đường đến Caesarea, ông rao giảng tin lành cho tất cả các thành mình đã ghé qua. Lạy Chúa Thánh là cha của chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay. Cúi xin Ngài soi sáng cho chúng con, hiểu được thánh ý của Ngài qua lời của Ngài. Và xin Chúa ban cho chúng con thánh linh năng lực của Ngài để chúng con có thể làm theo sự dạy dỗ của cha. Xin dùng cuộc đời của chúng con làm ánh sáng cho trần gian, làm muối cho đất, để làm người rao giảng ra phúc công cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, để muôn dân muôn nước được đến cùng cha. Chúng con tạ ơn Ngài, xin cho Ngài ban ơn để cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng nghe được tiếng phán của Chúa với lòng của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, không có một cái đoạn kinh thánh nào quý hơn để mà có thể bắt đầu cái việc trình làm chứng, đó là trong Esai đoạn 53 mà Chúa cho ông người Ethiopia này đọc chúng ngay cái đoạn đó. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng là Chúa Thánh Linh chủ động ở trong cái sự cứu rỗi. Chúa Thánh Linh sắp xếp mọi sự để người ta được nghe phúc âm và được đến với Chúa. Cái quyền tể trị của Chúa Trời trong sự cứu rỗi của hoạn quan Ethiopia này là một cái chủ đề chính của phân đoạn kinh thánh này. Chúa đã sai một thiên sứ đến bảo Philip hãy đến một nơi xa. Ông Philip đang có một cái chức vụ đầy ơn, có kết quả ở tại đâu? Ở tại Samari. Ông đang rẽ giao giảng từ đó, nhiều người tin Chúa lắm. Thì tự nhiên, đó là Samari là tuốt ở miền Bắc. Và bây giờ Gaza là tuốt ở miền Nam. Mà Samari là nơi có đông đảo người, có nhiều người để mà được nghe phúc âm. Nhưng mà Thánh Linh biểu ông ấy, phải rời từ ở Samari mà đi tuốt xuống dưới Gaza, một cái đoạn đường rất là dài để mà gặp hoạn quan Ethiopia. Ethiopia, ông này, ông từ xứ của ông đi đến Jerusalem, rồi ông ở tại đó, ông dự lễ, rồi ông trên đường về. Tôi không biết là Thánh Linh đã đưa ông theo Philip đi đến bằng cách nào. Có thể là biểu ông đi sớm trước 2-3 ngày đi, hay là có thể là Chúa teletransport, tức là biến ông từ chỗ đó đi xuống cái vùng đó thì không biết. Nhưng mà chúng ta đọc thấy là Thánh Linh đã sắp xếp và Chúa Thánh Linh và cho hoạn quan cùng Philip được gặp nhau. Và đó là một cái cuộc gặp gỡ thần hữu, a providential meeting. Chúa đã sắp xếp như vậy, Chúa cho sao hai người gặp nhau như thế. Và khi mà hai người gặp nhau thì ông hoạn quan này đang đọc, và ông đọc lớn tiếng, ông đọc to ra, giống như tôi đọc tiếng Anh như đó. Tôi nhiều khi tôi đọc sách tôi ngủ gục, tôi phải đọc đọc lớn tiếng ra, và đọc vậy nó mới thấm. Thì ông hoạn quan này đang ngồi trên xe, ông biểu xe chắc đi chậm chậm để nó không có dòng nhiều lắm, bởi vì viết đi xe ngựa thì nó dòng làm sao mà đọc, cho nên phải đi chậm chậm trước. Rồi ông đọc đọc xe và ông đọc lớn tiếng, đọc ngay ở trong Esai, mà không phải là phần nào ở trong Esai. Có thể ông đã đọc từ Esai đoạn 1 cho bây giờ gần hết rồi, tức là Esai 53 tới chương 53 rồi, thì trúng ngay cái chỗ mà nói về Chúa Giêsu bị chết, chiên con bị nộp và chịu chết. Thì ông Philip đã đến lúc kịp lúc đó.
Và đó là cái sự sắp xếp của Chúa Thánh Linh, phải không quý vị? Là Chúa đã sắp xếp như vậy. Quý vị sẽ gặp những người họ đang khao khát về Chúa. Họ đã có thể đã được từng nghe về Chúa, hay là nghe ở trong đài phát thanh, hay là nghe qua một người bạn, hoặc là đọc một cái truyền đạo đơn, hay là như thế nào đó. Có thể lúc nhỏ họ đi học trường đạo, vân vân. Nhưng họ đã được Chúa chuẩn bị rồi, lòng họ đang khao khát, và Chúa đưa quý vị đến gặp những người đó. Rồi thứ hai là Chúa Thánh Linh dùng lời của Chúa để thâm nhập vào trong tâm trí và trái tim của những người có tội với Chúa. Người ta có thể nhận biết được sự hiện hữu của Chúa Trời và một số các thuộc tánh của Ngài qua gì? Qua cõi thiên nhiên, phải không? Kinh Thánh nói như vậy. Tức là từ đời xưa Chúa đã bày tỏ về sự hiện hữu của Ngài qua thiên nhiên. Người ta nhìn, và nếu họ không có chối với lòng của họ thì biết rằng phải có một đấng tạo hóa. Vũ trụ này tạo dựng nên bởi một đấng nào đó, nhưng không thể nào tự nhiên mà có được. Tức là họ nhìn bầu trời này mới thấy những cái trật tự của nó, những cái tuyệt vời, những liên kết của nó. Họ biết rằng không thể nào tự nhiên mình có như vậy được. Họ nhìn biết rằng có một đấng tạo hóa. Nhưng mà họ muốn khước từ điều đó, và họ không muốn làm gì với cái đấng tạo đó đó. Cho nên họ mới bày ra nào là thuyết tiến hóa, nào là Big Bang này gì đó, để rồi phủ nhận đi cái sự sáng tạo của Chúa. Nhưng nếu mà họ muốn biết, thật sự muốn biết Chúa, thì họ phải có lời của Chúa. Nếu không có lời của Chúa thì họ không có biết Chúa. Tôi không biết làm sao cái hoàng quan Ethiopia này biết Chúa để mà đi từ Jerusalem, từ xứ của ông Ethiopia đến tại Do Thái để mà dự lễ. Nhưng mà chúng ta biết rằng hồi xưa thì ông Môi-se đã từng ở tại Ethiopia, phải không? Và vợ của Môi-se là người da đen, quý vị. Là người Ethiopia. Thế là chúng ta biết rằng ở tại đó người ta cũng có một cái ý niệm gì về Đức Chúa Trời. Và bây giờ ông này, ông có cái lòng, ông Chúa đang làm việc trong lòng của ông, cho nên ông đi đến Jerusalem để mà tìm kiếm Chúa. Ông đã thất vọng vì tại nơi đó ông không tìm được cái điều mà ông mong muốn gặp. Có những người như vậy, họ có thể đến nhà thờ mà họ không có tìm được cái điều mà họ muốn gặp. Tại vì họ không gặp được Chúa Giê-xu, họ mới đến với một cái tôn giáo. Họ đi đến với một cái đạo mà họ không đi đến với Chúa Giê-xu. Cho nên ông này, ông đi đến với đạo Do Thái. Ông vào đó thì ông thấy rằng những người Pharisee và những người Sadducee thì kiểm soát phần lớn tất cả mọi sự, và khiến người ta phải sống theo cái chủ nghĩa gọi là kinh luật, sống theo nghi lễ, rất là mệt mỏi. Phải đi chợ về thì phải rửa tay, không phải rửa tay như quý vị và tôi rửa tay đâu, lấy một cái ấm nước chế ra từ đây cho nó chảy xuống, cho nó chảy ra đúng kiểu như vậy, đó là mới là rửa tay. Tức là làm đúng cái nghi lễ, sống rất là mệt mỏi trong cái nghi lễ đó, trong sự ràng buộc của luật pháp như thế. Và họ tất cả mọi sự là dường như bị là chính trị hóa một cách cao độ. Họ không biết Đức Chúa Trời, đấng mà họ tự nhận là họ đang tôn thờ. Và là dân ngoại thì cái ông hoàng quan Ethiopia này, khi mà đến tại đó, ông có được vào không? Không, cái chỗ mà gần nhất là ông được vào trong cái gọi là sân của dân ngoại. Vô hồ sơ, bước qua cái đó là để có bản rõ ràng. Người dân ngoại mà bước qua cái này là sẽ trả bằng cái giá, bằng sinh mạng của mình. Cho nên không ai giờ mà dám bước qua hết. Người xong rồi tới cái sân của phụ nữ, rồi mới tới đàn ông, rồi mới vào trong đó. Tức là dân ngoại là bị bỏ ra ngoài, bị loại ra ngoài. Và trải nghiệm của ông ở Jerusalem chắc hẳn đã không đáp ứng được cái cơn đói trong tâm linh của ông. Và ông đã đi một cái con đường rất là dài để mà tại đó. Và giờ ông đi về, nhưng mà không phải tất cả đều là bị mất. Vì ông đã mua được một cuốn sách tiên tri Esai. Ở thời đó là hiếm lắm, sách chúng ta thì Kinh Thánh là một ngày nhà không biết quý vị có mấy cuốn Kinh Thánh. Mà người Do Thái thì là giàu có lắm mới có được một cuốn Kinh Thánh. Tại vì sao? Phải làm cái giấy rất là khó, rồi hay là cuộn da rất là quý, người ta phải viết từng chữ như thế. Thì nguyên một cuốn sách dài Esai như vậy. Thì ông là tưởng tiên ngân khố mà, là ông có tiền, cho nên đối với ông là tiền bạc không thành vấn đề. Thì ông đã bỏ tiền ra để mà mua cho được một cuốn Kinh Thánh, tức là một phần của cuốn Kinh Thánh thôi, đó là sách tiên tri Esai. Thì ông đã
đi trở về. Và ông ham thích, ông muốn tìm hiểu, cho nên không đợi về tới nhà, ngồi trên xe. Quý vị biết mình chạy xe có nhiều người đọc là chóng mặt, không biết ai có bị chóng mặt gì thì đọc trên xe không, là đọc cái là thấy hai bên nó chạy chạy như này, hay là nếu mà ngồi trên xe mà nó dòng á, khó để mà đọc lắm ha. Nhưng mà ông cũng lôi ra mà ông đọc. Mà chúng ta thấy là ông đọc tới đoạn 53 rồi, có ai đã đọc cái Esai rồi chưa? Nếu mà quý vị chưa đọc sách Esai là quý vị thua ông này rồi. Quý vị là mình nói là mình là người tin Chúa mà sao chưa đọc Esai? Cái sách này nó rất là quý. Cho nên cảm ơn Chúa là chúng ta đã học qua sách Esai một số các đoạn ở trong Esai cách đây một vài năm. Nhưng mà tôi khuyến khích quý vị đọc Kinh Thánh và đọc cả Esai nữa. Thì ông thích thú và ông đọc. Và ông đang đọc Esai đoạn 53 câu 7 đến câu 8. Thì Philip theo kịp cái cổ xe của ông. Và Đức Chúa Trời đã dùng những lời tiên tri này về Chúa Giê-xu qua cái sự cắt nghĩa của ông Philip để đưa cái người này đến sự cứu rỗi nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Và thưa quý vị, lời của Chúa có cái quyền năng để mà đưa người ta đến sự cứu rỗi. Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 23 nói rằng anh em đã được tái sanh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Chúa Trời. Được tái sanh bởi lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và trong gia cơ thì Ngài đã dùng lời chân lý xin chúng ta. Dùng cái gì để xin chúng ta? Dùng lời chân lý xin chúng ta theo ý định của Ngài để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài dùng chân lý để xin chúng ta, dùng lời của Chúa. Rồi sứ đồ Phaolô nói với lại Timôthê, trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 15 rằng từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được gì? Để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Như vậy thấy quý vị thấy rõ ràng là Chúa dùng chính lời của Chúa để mà đem người ta đến với Chúa. Quý vị đến với Chúa cũng là nhờ lời của Chúa, phải không quý vị? Và Chúa dùng lời của Chúa để thuyết phục người ta về Chúa Jesus Christ để họ được có đức tin nơi Chúa. Ở trong bản tin OM Ấn Độ mùa hè 1997 có thuộc về một người tu sĩ đạo Hồi giáo đã được yêu cầu để thực hiện một loạt các bài thuyết giảng về những nhân vật quan trọng ở trong Kinh Thánh. Thì nào về Abraham rồi David vân vân, và có cái một nhân vật vĩ đại nữa tên là tiên tri Giê-xu. Thì ông đã chuẩn bị những bài và ông đã thuyết giảng. Thì tới cái bài mà nói về tiên tri Giê-xu đó thì ông muốn tìm hiểu rõ ràng hơn, cho nên ông đã tìm kiếm được những sách Tin Lành, bốn sách Phúc Âm, và ông đã đọc để mà nghiên cứu. Thì khi ông đọc như thế thì ông nhận biết rằng Chúa Giê-xu không phải chỉ là nhà tiên tri, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Cho nên ông đã tìm đến với Chúa Giê-xu, và những người trong cái nhóm mà kêu yêu cầu ông thuyết giảng đó, bây giờ họ kinh hoàng, họ sợ quá, cho nên họ loại trừ ông. Và ông đã đặt niềm tin ở nơi Đấng Christ là Đấng cứu rỗi. Rồi ông đến gặp một cơ đốc nhân ở tại địa phương và hỏi thăm người đó, ông có thể nhận lễ báp têm được không? Tin Chúa là phải lễ báp têm. Nếu quý vị tin Chúa mà chưa làm lễ báp têm là sao như vậy? Ông hoàng quan Ethiopia này tin Chúa là làm báp têm ngay. Cho nên nếu quý vị mà tin Chúa mà chưa làm báp têm thì xin cho tôi biết. Tôi biết rằng có một số các bạn thanh niên trong hội thánh lớn lên sinh hoạt ở trong hội thánh nhưng mà chưa làm báp têm. Thì quý vị ơi, các bạn ơi, hãy làm lễ báp têm. Tôi được biết rằng hiện nay cô Thanh Hương nhà tôi và một số các bạn thanh niên đang học cái lớp giáo lý báp têm. Cảm ơn Chúa, mong rằng chúng ta sẽ có lễ báp têm. Tôi nhớ đầu mùa dịch này chúng ta có lễ báp têm tiếng nhà của cô Nguyệt rất là vui, mà bẵng đi một thời gian chúng ta không có lễ báp têm, nhưng mà sắp tới đây thì chúng ta sẽ có lễ báp têm. Ông này đã tin Chúa và làm lễ báp têm, cũng giống như hoàng quan Ethiopia đã tin Chúa và làm lễ báp têm. Thì bây giờ đây cái ông mà là thầy tế lễ của Hồi giáo đó, bây giờ ông đã trở nên một người hầu vị Chúa và ông đang làm việc với lại cái cơ quan gọi là Operation Mobilization để truyền đạo cho người dân của mình. Như vậy là chúng ta cần khuyến khích người ta đọc Kinh Thánh.
Cái điều quan trọng là họ đọc Kinh Thánh, họ nghe lời của chúng ta, nhưng mà chính lời của Chúa sẽ bắt phục. Chúng ta có thể tặng cho những người mà chúng ta gặp một cuốn Kinh Thánh. Chúng ta có, nếu không nguyên cuốn Kinh Thánh thì sách Tin Lành Giăng cũng rất tốt. Chúng tôi có mua được một số các sách Tin Lành Giăng ở đây. Nếu quý vị thấy rằng có những người bạn của mình cùng làm việc với mình, hàng xóm của mình cần được nghe phúc âm, cái điều tốt nhất quý vị chưa có nói về Chúa được cho họ thì hãy tặng cho họ một cuốn sách Tin Lành Giăng. Ngoài những sách chứng đạo ra thì chúng ta cần tặng Kinh Thánh cho họ, vì chính lời của Chúa sẽ đem họ đến với Chúa, chính Chúa dùng lời của Chúa để làm việc trong đời sống của những người nghe. Cho nên chúng tôi có sẵn ở đây, quý vị liên lạc với anh Thành sẽ đưa cho quý vị để có thể phát cho những người bạn của mình. Và thứ ba là Chúa Thánh Linh sử dụng những tín đồ của Chúa để mà cắt nghĩa phúc âm cho những người chưa biết Chúa. Chúa dùng quý vị và tôi để mà làm công việc đó. Ông Hoàng Quang Ethiopia này, ông đọc Kinh Thánh nhưng mà ông hiểu không? Không hiểu. Đó là lý do mà Chúa đã sai ông Philip tới để mà giải nghĩa cho ông hiểu được cái câu Kinh Thánh đó. Ông này ông đọc và ông bí, ông không biết là vị tiên tri Esai đang nói về chính mình hay là nói về ai khác. May quá có ông Philip tới. Cái là, thưa quý vị, có những người có trong lòng khao khát như Chúa như thế, và họ sẽ cảm thấy rất là may mắn là có quý vị đến cái một bên và giải thích cắt nghĩa phúc âm cho họ. Kinh Thánh, họ đọc Kinh Thánh mà họ không hiểu, và quý vị đã Chúa cho đã hiểu rồi thì quý vị giải thích lại cho họ, đơn giản như thế thôi. Anh hỏi con Kinh Thánh này nói về ai, thì nó là về Chúa Giêsu, đó là chúng ta, chỉ là đơn giản là trình bày lại những gì mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Ông Philip, ông đang có một cái cuộc truyền giảng là thành công, là chức vụ của ông có là hầu vị Chúa một cách đắc lực, có kết quả ở tại Samari. Chúa là sai ông đến ở tại Gaza, không biết để làm gì, để nói cho một người thôi là bọn quan Ethiopia hiểu về Chúa Giêsu Christ. Thì cũng vậy, Chúa sử dụng quý vị và Ngài sẽ đưa quý vị đến đúng người để quý vị có thể nói về Chúa cho họ. Ông Philip bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh ở trong Esai mà rao giảng tin lành về Chúa Giêsu cho vị hoàng quan. Câu 35 cho chúng ta thấy điều đó. Và ngay cái trước cái phần mà đọc Kinh Thánh đó đó, thì ở trong nãy là chúng ta đọc thấy là trong câu 7 và câu 8, nhưng mà trước cái câu 7 là có câu 6. Câu 6 thì nói rằng chúng ta, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Người đây là ai? Người đây là chính là Chúa Giê-xu. Chúng ta như con chiên, những con người đi xa lạc Chúa. Chúng ta không có tìm Chúa đâu, mà chúng ta đi xa lạc Chúa. Nhưng mà Ngài đã đến để tìm chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã làm cho hết thảy tội lỗi của chúng ta, những gian ác của chúng ta, những khiếm khuyết của chúng ta, những lỗi lầm của chúng ta, những sự xấu xa của chúng ta, những điều đó Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đem và chất ở trên Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là chiên con để mà chịu thế tội cho chúng ta. Và ông Philip đã bắt đầu từ đó mà giảng tin lành về Đức Chúa Giê-xu cho vị hoàng quan. Câu 35, ông sẽ giảng về gì? Ông chỉ nhiên ông sẽ giảng về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu và việc Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh đến cho những người tin Ngài. Và những ai bằng lòng đặt đức tin ở nơi Chúa Giê-xu Christ thì sẽ được xóa sạch mọi tội lỗi và được giải hòa với Đức Chúa Trời, được Chúa Trời kể là người công chính và được làm con Đức Chúa Trời. Ông sẽ giải thích tất cả những điều đó, và ông nói là cái cách để mà bày tỏ ra đức tin của mình là lễ báp têm. Cho nên vị hồng quan đi thấy nước, ông mừng quá. Ông nói là có nước đây, có điều gì ngăn trở tôi để mà làm pháp báp têm không? Thì ông Philip nói rằng không, không có gì cả. Chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Linh đã chuẩn bị lòng của những nghị đó. Chúa Thánh Linh đưa ông Philip đến ở tại Gaza để mà có thể gặp vị hồng quan Ethiopia. Và ngay cái chỗ mà ông hoàng quan đang đọc thì Philip bắt đầu từ ngay chỗ đó mà nói về Chúa cho người khác. Và thưa quý vị, bất cứ một cái đề tài nào ở trong Kinh Thánh, đề tài nào mà không có ở trong Kinh Thánh quý vị, mình nói tới lường gạt cũng có ở trong Kinh Thánh, mình nói đến
hôn nhân cũng có trong Kinh Thánh, mình nói đến ly dị cũng có trong Kinh Thánh, bất cứ một đề tài nào ở trong Kinh Thánh là chúng ta cũng có thể dùng để có thể trình bày về Chúa. Hay là bất cứ một cái đề tài nào mà nó liên quan tới đời sống tâm linh của người ta, chúng ta cũng có thể dùng để nói về Chúa. Nếu một người nói đến sự tiến hóa, thì giờ các bạn học ở trong trường, các bạn phải làm gì đây? Tôi không có tin đâu. Chỉ có người tự động là tế bào rồi nó nở ra, nó tăng lên hai đa bào, rồi cuối cùng nó thành ra con khỉ, rồi nhiều triệu năm nó biến thành con người. Chứ tôi không tin là có Đức Chúa Trời nào tạo dựng nên tôi hết. Thì mình nói làm sao? Mình đừng có nói về vấn đề đó. Mình nói rằng cái đề tài đó rất là thú vị, và người ta đã tranh cãi, có nhiều học giả rất là khôn ngoan ở trong cổ võ cổ xứ cho điều đó, hay là tìm thấy rằng cái thuyết tiến hóa không có được thỏa mãn, tức là họ vẫn còn đang tranh luận thuyết tiến hóa có đúng hay sai. Nhưng mà cái điều quan trọng là bạn nghĩ gì về Chúa Giêsu, mình chỉ nói vậy. Là bây giờ làm sao mình đã đưa mình đã đổi câu chuyện, quý vị có thấy không? Nhiều khi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, bắt đầu mình nói về football, hồi cái mình nói về nấu bếp, ủa cái chủ đề nó thay đổi mà. Thì cũng vậy, người ta đang nói về thuyết tiến hóa mà mình muốn nói về Chúa Giêsu, thì mình hỏi sao anh nghĩ sao về Chúa Giêsu? Thì họ nghĩ là nếu họ nói gì không biết, thì đó là cái cơ hội để mình trình bày về Chúa Giêsu. Cho dù người ta đưa ra vấn đề đau khổ, hay là câu hỏi về những người mà chưa bao giờ được nghe về Chúa, có tin Chúa được cứu hay không, những người mà ở xứ mà xa xôi kia không bao giờ được nghe tin lành, thì những người đó được cứu hay không? Chúng ta hướng cái câu chuyện của chúng ta trở về lại với Đấng Christ. Người đó cần biết Chúa Giêsu là ai, Ngài đến trần gian này để làm gì, và cái tình trạng tuyệt vọng của họ bên ngoài Chúa Giêsu, và làm thế nào để họ có được sự sống đời đời, sự sống sung mãn ở trong Chúa Giêsu Christ bằng đức tin. Mọi thứ khác chỉ là chuyện bên lề. Chúng ta phải dí vào ở trong cái cốt lõi của câu chuyện là Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu đúng như lời Ngài đã phán đó, thì Cơ Đốc giáo là đúng và mọi người phải chấp nhận. Nếu Chúa Giêsu mà là người lường gạt thì Cơ Đốc giáo là sai, thì chúng ta không cần phải nói đến Ngài nữa. Mà quý vị, nếu quý vị tin rằng Chúa Giêsu là chân lý, quý vị tin Chúa vì quý vị đang sống với Chúa, có Chúa trong cuộc đời của quý vị, thì quý vị mạnh dạn để nói về Chúa cho người khác. Có một lần kia thì người ta thấy ông Benjamin Franklin vội vã để mà rời cái gian hàng của ông, cái shop của ông, để mà đi xuống mé sông để nghe George Whitefield thuyết giảng. Thì người ta nói rằng, ủa, ông đâu có tin Chúa đâu mà ông xuống nghe ông đó thuyết giảng vậy. Ông nói rằng, tôi không tin, nhưng mà ông đó tin, cho nên tôi muốn nghe ông nói. Có lẽ người ta không tin, nhưng mà chúng ta tin, cho nên chúng ta nói. Và chúng ta nói cái điều mà chúng ta biết, vì chúng ta biết Chúa, Ngài sống ở trong chúng ta, và chúng ta sống với Ngài. Chúng ta đã thấy rằng Đức Thánh Linh chủ động, Ngài có quyền tối cao, Ngài đã sắp xếp, Ngài là sắp xếp mọi sự, gọi là cái ơn thần hữu đó, Chúa đã sắp xếp để mà Hoàng Quan Ethiopia và Philip được gặp nhau. Sắp xếp để mà ông về Jerusalem, để ông mà mua được cuốn sách, rồi trên xe ông lại đọc đúng ngay chỗ Esai 53. Đó là sự sắp xếp của Chúa Thánh Linh. Và chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh cũng dùng lời của Chúa để mà tác động vào lòng của người nghe. Và thứ ba là Chúa Thánh Linh cũng dùng những người thuộc về Chúa để giải thích, để cắt nghĩa, để trình bày phúc âm cho những người đang khao khát được nghe tin lành của Chúa. Đó là việc của Thánh Linh làm. Và điểm thứ tư là Đức Thánh Linh hoạt động trong lòng người có tội để ban sự sống mới và đức tin vâng phục. Đó là chuyện là Đức Thánh Linh làm. Là Chúa, Thánh Linh không phải chỉ làm việc ở trong lòng của người tín nhân, tức là người chứng đạo, người đi ra nói về Chúa. Chúa đã làm việc trong lòng của ông Philip, Chúa đã sai ông đi đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Chúa làm việc ở trong lòng của vị hoàng quan này, những người có tội, người đang cần được gặp Chúa. Quý vị nghĩ người có tội có tìm kiếm Chúa không? Nếu mà tự nhiên là họ đi tìm Chúa không? Không. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ như vậy, là không ai tìm kiếm Chúa cả. Nếu mà ông hoàng quan này đi tìm Chúa và Chúa Thánh Linh đã làm việc ở trong lòng của ông, thì Chúa Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều rõ rõ điều đó. Chứ nói là chẳng có một ai công bình cả, dù một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng
có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chứ không phải là tự nhiên họ đi tìm Chúa đâu. Chúa đã làm việc ở trong lòng đó, Đức Thánh Linh làm việc. Rồi những người tất cả đều là những chiên đi lạc, ai theo đường nấy, có ai đi theo đường Chúa không? Không có. Cho nên không phải là người ta đi tìm Chúa đâu, nhưng mà Chúa đã đi tìm họ trước. Không phải là Adam, Eva sau khi phạm tội thì đi tìm Chúa, hai người chạy trốn đâu đi tìm đâu, nhưng mà Chúa đến tìm ông bà. Cảm ơn Chúa, Chúa mà không đến tìm quý vị và tôi thì không, chúng ta đâu được cứu đâu. Chúng ta có đâu mà đi kiếm Chúa, Chúa kiếm chúng ta phải không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta tưởng mình đi kiếm Chúa mà thật sự Chúa đã đến trong chúng ta trước. Ngài, chúng ta đi lạc, đi theo đường riêng của chúng ta, nhưng mà Chúa đến để mà tìm chúng ta. Mà không có ai trong chúng ta có cái khuynh hướng tự nhiên đối với phúc âm. Như thế, điều gì thúc giục chúng ta? Những người đang chết mất ở trong tội lỗi, những người chết làm sao mà đi tìm Chúa, những người điếc làm sao mà nghe được lời của Chúa, những người mù làm sao thấy được ánh sáng từ nơi Chúa? Thì đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Mà không phải là Chúa, có nhiều người nói là Chúa đã tái sanh chúng ta trước rồi chúng ta mới tin Chúa được. Không có. Tin Chúa rồi mới được tái sanh, chứ là cái ai mà nói với quý vị là chúng là mọi người, một người phải được Chúa làm việc trong đời sống của đó, người đó phải được tái sanh làm con của Chúa rồi người đó mới tin Chúa. Đừng có tin, cái đó không đúng với Kinh Thánh. Rồi có những người thì nói rằng Chúa ban cho cái ơn, gọi là cái ơn tiền ơn, gọi là prevenient grace, là cái tiền ơn đó để rồi mọi người có lòng tìm kiếm Chúa. Mà Kinh Thánh cũng không nói như vậy. Kinh Thánh nói là người ta có lòng tìm kiếm Chúa là tại vì Đức Thánh Linh làm việc trong lòng người đó. Đức Thánh Linh làm việc. Chúa đã hứa phán hứa cho chúng ta điều đó. Khi Đấng Phù Hộ đến, Ngài sẽ làm gì? Cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với Cha, các con không còn thấy ta nữa. Về sự phán xét vì kẻ cai trị thế gian này đã bị phán xét. Như thế rằng Chúa Thánh Linh được sai đến để mà làm cái công việc khiến tội nhân chịu cáo trách, ăn năn và trở về cùng Đức Chúa Trời. Và đây là cái lời Chúa Giê-xu đã phán hứa. Chúa nói là ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì khi ta đi thì ta sẽ ban cho các ngươi một đấng, bản tiếng Việt dịch là đấng an ủi khác. Nhưng mà thật sự ra cái từ này rất là khó dịch. Trong nguyên tắc là Parakletos. Para tức là song song. Quý vị đi thi bằng lái xe đó, hồi xưa mình có phải thi, bây giờ mấy bạn thanh niên dạo này khỏe rồi, không có phải làm cái parallel parking. Nhưng mà hồi xưa là đi thi bằng lái xe phải parallel parking, tức là phải đậu song song với chiếc xe, xong rồi lui vô đậu phía sau đó. Parallel, cái chữ paraclete tức là một đấng đi đến, đi song hành với chúng ta. Đức Thánh Linh đi cùng với chúng ta, Ngài phù hộ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Và Chúa Thánh Linh được sai đến trần gian này để làm gì? Để thuyết phục người ta, để bày tỏ cho người ta thấy rằng họ sai, sự suy nghĩ của họ là sai. Bản tiếng Việt dịch là cáo trách. Thật sự ra cái từ này được nhiều bản tiếng Việt dịch nhiều cách khác nhau, nhưng mà Đức Thánh Linh là đấng bảo trợ, là đấng an ủi, là đấng phù hộ. Bản Kinh Thánh của chúng ta dịch là đấng phù hộ. Khi đấng phù hộ đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi. Ngài giúp cho, nếu không có sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, không ai có thể hiểu được, không ai có thể nhìn thấy được tình trạng tội lỗi của mình, không ai nhìn thấy được Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà nhìn tin nhận Ngài. Họ sẽ kiêu ngạo ở trong cái sự hiểu biết của họ và họ không chấp nhận. Họ nghĩ rằng họ khôn ngoan lắm, nhưng mà họ mịt mù tăm tối, không thấy đường. Mà khi Chúa Thánh Linh đến, Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho lòng của người ta để họ hiểu được. Chúa Thánh Linh sẽ dạy cho. Những người mù sẽ thấy, người điếc sẽ nghe, và người chết sẽ được sống lại. Đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh làm, chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta không thể mở mắt người mù, chúng ta không thể làm mở tai người điếc, nhưng mà Chúa Thánh Linh làm được việc đó. Chúa chỉ dùng chúng ta thôi. Chúng ta chỉ nói ra lời của Chúa, nhưng mà cái điều mà họ nghe được là nghe được tiếng của Chúa, chứ không phải nghe tiếng của chúng ta. Mà nếu họ không nghe được tiếng của Chúa thì kể như gọi là hopeless, bó tay, không là gì được cả. Một trong những chức vụ quan trọng của Chúa Thánh Linh là Ngài cáo trách, hay là thuyết phục, hay là vạch trần, hay là khiển trách nhân loại. Và Đức Thánh Linh tìm cách đưa những người ở dưới sự kết án của tội lỗi à,
đưa đến cho họ thấy được sự công bình của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài bằng cái lời kêu gọi và khích lệ, khuyến khích của Ngài. Và chúng ta thấy Đức Thánh Linh có ba cái, thực sự là một cái linh vụ thôi, nhưng mà nó có ba phần. Nó có ba phần, threefold ministry of the Spirit. Chức vụ gồm có ba phương diện như sau. Thứ nhất là Chúa cáo trách thế gian về tội lỗi. Ở trong câu 8 và câu 9 nói rằng khi Đấng Phù Hộ đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi vì họ không tin ta. À, cái tội lỗi này nó khó để mà người ta chấp nhận. Nếu mà Chúa Thánh Linh không cáo trách thì họ không có chấp nhận đâu. Nếu mà nói là anh gian dối thì họ giận, nhưng mà họ cũng phải thừa nhận họ gian dối. Anh kiêu ngạo, họ giận, nhưng mà họ cũng phải thừa nhận là họ có lúc kiêu ngạo. Anh không thật lòng, họ giận, nhưng mà họ cũng biết là có khi họ cũng không thật lòng. Tức là những điều đó đúng, nhưng mà cái điều mà người ta khó chấp nhận là họ không chấp nhận rằng nếu họ không tin Chúa, đó là tội. Nhưng mà nếu mà Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của họ thì họ biết rằng họ không tin Chúa, đó là tội. Chúa nói, Chúa Thánh Linh đến để mà cho người ta biết về Chúa Giê-xu. Đặc biệt đến cái tội không tin Chúa Giê-xu, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội. Và ông Giăng đã trước đó đã cho biết rằng Chúa Giê-xu đến để mà giải quyết vấn đề tội lỗi. Kìa chiên con của Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Chúa Giê-xu đến để giải quyết vấn đề tội lỗi. Rồi trong Giăng đoạn 3 câu 19-20, lý do khiến người ta không chịu đến với Chúa Giê-xu là cũng vì là tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Và nói cụ thể hơn là Thánh Linh tập chú vào một tội chính liên quan đến sự cứu rỗi, đó là tội khước từ Đấng Christ. Kinh Thánh nói rằng ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh con một của Chúa Trời. Ai không chịu tin con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thần nộ của Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Như vậy Đức Thánh Linh đến, Ngài cáo trách hay là thuyết phục thế gian rằng họ sai khi họ không tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Họ có tội với Chúa, vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời mà họ đã khước từ Ngài. Sau khi nghe một nhà truyền giáo giảng, tôi giảng rằng không tin Chúa Giê-xu là có tội, thì một nữ thân hữu đến gặp vị diễn giả và phản đối. Bà đó nói rằng tôi là một người tốt, tất cả bạn bè, thân nhân cùng người cùng sở với tôi đều quý mến tôi, không ai chê trách tôi được điều gì cả. Chỉ có điều là tôi không quan tâm đến niềm tin, tôi không quan tâm đến Chúa mà thôi. Chỉ có một chút xíu không quan trọng đó mà một sự kết tội tôi sao? Thì thấy bà nói như có lý không? Theo cái nhìn của người đời rất là có lý. Tôi là người tốt mà, ai cũng khen tôi hết. Thì vị diễn giả đáp rằng giả sử bây giờ tôi bảo cô, tôi là người rất tốt, chỉ có điều là tôi không quan tâm đến cha mẹ tôi, thì cô nghĩ sao? Thì cô thân hữu đáp rằng tôi không, người mà không lo cho cha mẹ là không thể là người tốt được, đó là người bất hiếu. Vị diễn giả tiếp, cô biết không, Chúa là cha của chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta hơn bất cứ người nào trên trần gian này có thể yêu thương chúng ta. Ngài liều thân để mà bảo vệ chúng ta khỏi tai ách nguy hiểm. Ngài đã chịu chết để cứu chúng ta ra khỏi tội. Ngài để ban cho chúng ta sự sống, và Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Thế mà cô không quan tâm đến Ngài, như vậy thì có phải lẽ hay không? Chúa Thánh Linh bắt đầu làm việc trong lòng cô. Cô trầm ngâm suy nghĩ, và vài hôm sau cô đã tiếp nhận Chúa. Thưa quý vị, không tin Chúa Giê-xu là một tội, tội trọng hơn hết. Vì biết ăn năn tội này mà không hay không mà chúng ta được sự sống đời đời hay hư mất đời đời. Ở trong khúc Kinh Thánh hôm nay thì Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh cáo trách chúng ta ba điều. Và cái điều thứ nhất là gì? Cáo trách về tội lỗi. Và điều thứ hai là Chúa cáo trách chúng ta về sự công chính. Cáo trách mà về sự công chính sao? Cáo trách tội thì biết rồi, nhưng mà sao lại nói là cáo trách về sự công chính? Thành cái từ mà dịch là cáo trách này có thể được dịch là thuyết phục, hay là giúp cho người ta thấy rằng người ta hiểu sai về sự công chính. Và Chúa Giê-xu nói như thế này, Chúa nói rằng khi Đấng Phù Hộ đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về sự công chính, vì ta đi đến cùng cha và các con không còn thấy ta nữa. Tại sao khi cáo trách về sự công chính mà Chúa Giê-xu nói vì lý do là tại vì ta đi đến với cha và các con không thấy ta nữa? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là Chúa Giê-xu đã đi về cùng cha qua cái ngã nào? Qua cái ngã sự chết và sự sống lại.
Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của nhân loại và sự sống lại để ban sự công chính của Ngài cho nhân loại. Đó là lý do Ngài, vì ngày sau Ngài đi đến cùng Cha. Và các con không cần thấy Ta nữa, là tại vì Chúa Giêsu có mặt ở trần gian này, Chúa Giêsu cáo trách người ta về tội lỗi. Chúa không cần phải nói rằng các ngươi phạm tội. Chỉ có cái đời sống của Chúa mà thôi là người ta cảm thấy là họ thấy họ có tội rồi. Và Chúa, quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta sống làm việc ở trong chỗ mà người ta toàn nói dối mà chúng ta nói thật á, người ta gian dối mà chúng ta ngay thẳng á, thì họ họ sẽ thấy rõ ràng là họ bị cáo trách rồi. Nếu mà họ không có lòng thương người mà mình có lòng thương người, họ tự nhiên họ cảm thấy bị cáo trách. Đó là cái chuyện tự nhiên. Mà Chúa Giêsu là đấng từ trời đến, cho nên chính sự hiện hữu của Ngài sẽ cáo trách người ta. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu sẽ về trời và Ngài sẽ ban Thánh Linh Ngài đến để mà cáo trách trần gian này tội lỗi. Ngài có cáo trách bằng cách nào? Là qua đời sống của quý vị và tôi đó, qua cách sống của chúng ta. Người ta nói, ủa những người này tại sao họ nói thật, tại sao họ có lòng yêu thương, tại sao họ biết kính thờ Chúa, tại sao họ sống đời sống ngay thẳng, trong sạch. À, chính đời sống của chúng ta đem lại sự cáo trách. Không có thời giờ để nói thêm về vấn đề này, cho nên tôi sẽ lướt qua và nói đến cái điểm thứ ba là cáo trách về sự phán xét. Phán xét là sao? Là ma quỷ đã bị phán xét rồi và Chúa Giêsu thì cho chúng ta biết rằng việc phán xét của nó là chắc chắn, cho nên những ai mà còn thuộc về ma quỷ ở dưới sự cai trị của ma quỷ thì sẽ cùng với ma quỷ mà bị phán xét. Vì thế nên mà hãy mau mau ăn năn mà trở lại cùng Chúa. Đó là ba việc mà Đức Thánh Linh làm, cho nên chúng ta không phải làm những điều đó. Chúng ta chỉ đến và trình bày về tình yêu của Chúa, về phúc âm của Chúa, về sự cứu rỗi của Chúa. Và rồi người ta sẽ được Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng và Chúa Thánh Linh sẽ kéo họ đến với Chúa khi chúng ta tôn cao Chúa Jesus Christ trong đời sống của chúng ta, qua cách sống của chúng ta và qua sự chia sẻ của chúng ta.